Sáng nay tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với công ty Bình Định F1 tổ chức lễ khai mạc giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế tham dự. Tại lễ khai mạc, Bộ Nội vụ đã chính thức trao quyết định cho phép thành lập Liên đoàn đua thuyền máy Việt Nam cho ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bình Định F1, đơn vị đăng cai tổ chức giải, trưởng ban vận động thành lập Liên đoàn thuyền máy thể thao Việt Nam. Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế là giải đua thuyền máy quốc tế hàng đầu của thế giới, mang tính cạnh tranh cao. Đây là một trong những môn thể thao dưới nước hấp dẫn và đặc sắc nhất trên thế giới. Qua 39 năm hoạt động, giải đấu đã tổ chức được 295 giải Grand Prix tại hơn 33 quốc gia trên khắp năm châu lục. Giải đua năm nay có 18 tay đua hàng đầu trên thế giới đến từ 9 quốc gia, trong đó có chủ nhà Việt Nam. Các đội đua tham gia thi đấu ở 3 chặng. Các chặng sẽ có 3 ngày thi đấu. Trong ngày đầu tiên sẽ thi đấu là giành vị trí xuất phát, ngày thứ hai là đua nước rút tính điểm và ngày cuối cùng là vòng đua chính. Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua đã tiến hành thi đấu đua nước rút tính điểm. Dự kiến ngày mai các tay đua sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng đua chính để giành vị trí ngôi đầu.